Minh Anh 11-23 ngày 05-08-2018 tự động cập nhật sau 05-01 cập nhật ngay hoặc nhấn F5 để cập nhật với một SLV luôn tràn đầy hãnh tiến như Pep Guardiola, không có danh hiệu nào là thừa, cho dù đấy chỉ là danh tiếng từ một trận giao hữu đặc biệt, chứ chưa nói đến một trận đấu có danh hiệu cụ thể như Community Shield hoặc siêu cúp Anh không chính thức nếu bạn muốn nói. Với việc SLV Mojizio Sarri vừa được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Chelsea để thay thế cho người tiền nhiệm Antonio Conte, hệ thống chiến thuật của The Blues hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Chelsea và Man City tốn nhiều tiền để vô địch nhất theo thống kê của OT, dựa trên số tiền mà các đội bóng đã đầu tư để nâng cấp chất lượng đội hình. Chelsea và Man City chính là hai CLB tốn nhiều tiền nhất cho một chức vô địch Premier League. Chelsea phải chi trung bình 490 triệu bảng cho một lần đăng quang, trong khi đó số tiền mà Man Xanh bỏ ra cho mỗi lần vô địch là 440 triệu bảng. Đội bóng mất nhiều tiền nhất mà vẫn chưa từng vô địch Premier League là Liverpool. Họ đã chi 1,1 tỷ bảng mà chưa lần nào đăng quang. Pep Guardiola, SLV Man City, tôi rất háo hức được chạm trán Mojizio Sarri. Lần gần nhất đối đầu ông ấy, chúng tôi đã cống hiến một trận đấu đẹp mắt. Lần này hy vọng yếu tố hấp dẫn vẫn được giữ nguyên. Mojizio Sarri, SLV Chelsea, Chelsea sẽ giành siêu cúp Anh. Man City dù rất mạnh, nhưng họ sẽ không thể ngăn chúng tôi làm được điều này. Đây sẽ là một trận đấu hay. Thông tin Man City, Rẻ Dai và Sterling không đủ thể lực thi đấu. Chelsea, Hazard, Willian, Courtois không thi đấu. Pháp Zegasser chấn thương. Theo châu Á, Chelsea chỉ thắng mùng 3 tháng 8 trận gần đây, trong khi đó Man City chỉ thua mùng 3 tháng 9 trận vừa qua. Cả 5 trận gần đây của Chelsea đều chỉ có tối đa một bàn thắng trong hiệp 1, đặc biệt từ 3 bàn trở lên. Mùng 8 tháng 9 trận đấu chính thức gần đây của Man City đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. SLV Mojizio Sarri cũng rất nổi tiếng với bóng đá tấn công nên trận đấu này nhiều khả năng sẽ có nhiều bàn thắng.